chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ xã hội công đoàn. Từ nguồn quỹ này, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều hoạt động việc làm ý nghĩa thiết thực, góp phần thắp lên niềm tin và động lực để đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lao động sản xuất. Căn nhà cấp 4 rộng khoảng 10m² trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên là nơi chị Trần Thị Loan, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thuê để ba mẹ con chị và em trai sinh sống trong nhiều năm nay. Với đồng lương ít ỏi, chị rất tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng không may tai họa ập đến khi chị Loan phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Để động viên chị an tâm điều trị vượt qua nỗi đau bệnh tật, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trực tiếp đến thăm trao tặng 5 triệu đồng từ quỹ xã hội cho gia đình chị. Liên đoàn Lao động tỉnh rất là quan tâm, yêu thương đến tặng quà động viên, em rất là xúc động. Chị Trịnh Thị Hường, giáo viên trường tiểu học xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ có hoàn cảnh khó khăn. Chồng làm nghề tự do, các con còn nhỏ, bố mẹ hai bên già yếu. Ngay khi biết được hoàn cảnh của chị, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lữ đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ chị Hường xây dựng nhà mái ấm công đoàn. Với sự hỗ trợ 35 triệu đồng từ quỹ xã hội cùng sự giúp đỡ từ người thân bạn bè, chị Hường đã xây dựng được căn nhà khang trang sạch đẹp có diện tích 75m². Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên gia đình tôi mới được xây dựng cái ngôi nhà này để có nơi để các cháu sinh hoạt cho nó thuận tiện hơn. Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh được thành lập từ năm 2016, hoạt động trên tinh thần nhân văn, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đối với công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ xã hội công đoàn hỗ trợ trên 340 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 113 nhà với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Thực hiện vai trò chăm lo cho công nhân, viên chức và người lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thăm động viên và tặng quà cho nhiều công nhân, người lao động. Khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lê Thị Hồng, vợ anh Chu Xuân Triều, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Hà Nội đã tử vong do dịch Covid-19. Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã trao 2 sổ tiết kiệm cho 2 con của vợ chồng anh chị. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam. Nhận được sổ tiết kiệm của hai bé nhà em rất là xúc động trước sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức công đoàn. Mất mát của chồng em thì nó là một cái sự mất mát rất là lớn, và em cố gắng là để nuôi dạy các con trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên ký kết thỏa thuận hợp tác với 29 đối tác nhằm đem lại phúc lợi cao hơn cho đoàn viên công đoàn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn đối với nữ đoàn viên có con nhỏ trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương tổ chức trao tặng tã cho gần 380 nữ đoàn viên công đoàn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hamadon Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Nikiso Việt Nam. Rất là cảm ơn công ty và cũng như ban chấp hành công đoàn thì đã quan tâm đến đời sống của các cán bộ công nhân viên trong công ty Hamadon, hỗ trợ những cái sản phẩm rất là có ý nghĩa. Thấy rằng cái chương trình ký kết giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các cái nhà cung cấp rất là hữu ích, mong muốn là tiến tới công đoàn đa dạng cái sản phẩm để ký kết với các cái doanh nghiệp để đưa đến người lao động càng nhiều hơn nữa. Thời gian qua Nutifood tài trợ cho công nhân có con nhỏ hơn 2.000 suất bỉm tã trị giá là 600 triệu đồng. Sắp tới Nutifood cũng sẽ tài trợ thêm cho bên Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên để chăm lo đời sống cho công nhân người lao động. Thông qua những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và chăm lo cho đời sống của đoàn viên người lao động. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức đến thăm tặng quà cho 62 đơn vị doanh nghiệp với trên 1.700 suất quà, mỗi suất 800.000 đồng, tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.